Xin kính chào quý vị khán giả. Phương Ly rất hân hạnh khi được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Sài Gòn Giải Phóng. Nội dung chi tiết sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn ngay sau đây. Nhằm trả đũa lực lượng vũ trang Hồi giáo Hamas với cuộc tấn công bất ngờ vào lãnh thổ Israel trong ngày 7 tháng 10 vừa qua, nhiều thành viên cấp cao của chính phủ Israel, bao gồm cả Thủ tướng Benjamin Netanyahu, đều nhất quyết sẽ loại bỏ Hamas. Nhưng các nhà phân tích quân sự đã trả lời rất ngắn gọn cho câu hỏi liệu có khả năng nhổ tận gốc lực lượng Hamas, đó là không, ghi nhận từ Thông tấn xã Việt Nam. Chiến dịch quân sự của Israel có thể làm giảm năng lực của Hamas, nhưng việc đánh bại hệ tư tưởng của lực lượng này là bất khả thi nếu không có giải pháp chính trị. Trên một số kênh truyền hình Israel, những khẩu hiệu như "Cùng nhau, chúng ta sẽ chiến thắng" xuất hiện thường xuyên. Israel đã ném bom giải Gaza, nơi sinh sống của hơn 2 triệu người Palestine kể từ cuộc tấn công bất ngờ của Hamas vào lãnh thổ Israel ngày 7 tháng 10. Israel cũng phát động một cuộc tấn công trên bộ vào Gaza, ngăn cung cấp thực phẩm, nước và điện vào giải đất này. Nhưng liệu thực sự có thể loại bỏ hoàn toàn Hamas và chiến thắng trong tình huống như thế này? Kênh DW Đức cho biết các chuyên gia đã nhiều lần trả lời là không. Chuyên gia về Trung Đông tại Viện An ninh và Quốc tế Đức, ông Guido Steinberg cho biết Hamas có khoảng 20.000 đến 30.000 thành viên. Hamas không công nhận nhà nước Israel. Lực lượng này tin rằng tôn giáo phải là nền tảng của bất kỳ chính phủ Palestine nào. Theo ông, Hamas là một phong trào xã hội được ủng hộ rộng rãi ở dải Gaza và đó là vấn đề về lâu dài. Hamas trên thực tế đã nắm quyền kiểm soát Gaza kể từ năm 2007. Một bộ phận chính quyền của lực lượng này có mạng lưới phúc lợi xã hội được gọi là Dawa. Mạng lưới dân sự này có khoảng 80.000 đến 90.000 thành viên. Dawa có nghĩa là kêu gọi hoặc lời mời và được định nghĩa trong lịch sử là một cách kêu gọi hoặc mời thêm nhiều tín đồ đến với đức tin của mình thông qua tiếp cận xã hội. Giáo sư Rashid Khalidi tại Đại học Columbia, Mỹ vào cuối tháng 10 phân tích với tờ báo Tây Ban Nha El País rằng Israel muốn xóa bỏ vai trò một thể chế, một cấu trúc chính trị, tôn giáo và văn hóa cũng như một cấu trúc quân sự của Hamas. Và ông Khalidi cho rằng Israel không thể thực hiện hai điều đầu tiên. Ông lập luận rằng dù Israel có tiêu diệt được lãnh đạo hoặc các tay súng của Hamas, thì Hamas vẫn sẽ là một lực lượng chính trị. Tuy nhiên, ông Khalidi tin rằng Israel có thể làm suy yếu năng lực quân sự của Hamas. Quân đội Israel đứng thứ 18 trên 145 quốc gia trong danh sách năm 2023 của Global Firepower về sức mạnh vũ trang. Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm báo cáo rằng năm 2022, Israel đã chi 4,5% thu nhập quốc gia cho quốc phòng, nhiều hơn Mỹ và Đức, vốn lần lượt chi 3,5% và 1,4%. Do đó, Israel chắc chắn có đủ nguồn lực để làm suy yếu Hamas và truy lùng các thủ lĩnh của lực lượng này. Mặc dù chưa thể xác minh độc lập, nhưng chính phủ Israel gần đây cho biết họ đã tiêu diệt khoảng 5.000 đến 7.000 thành viên Hamas. Các chuyên gia tại tổ chức phi lợi nhuận International Crisis Group, trụ sở tại Bỉ trong tháng 12 phân tích, một số quan chức phương Tây tin rằng cuộc tấn công của Israel cho đến nay kết hợp với an ninh biên giới được nâng cao đã đảm bảo rằng Hamas sẽ không tiến hành một cuộc tấn công khác giống như vụ ngày 7 tháng 10. Cựu đặc phái viên của Mỹ tại Trung Đông, ông Dennis Ross, viết trong một bài bình luận trên tờ New York Times vào tháng 10, tương tự như điều Hamas đã làm sau các cuộc xung đột với Israel vào năm 2009, 2012, 2014 và 2021. Lực lượng này gần như chắc chắn sẽ tái vũ trang và khôi phục. Do đó, ông phản đối lệnh ngừng bắn cho đến khi Hamas bị tước bỏ quyền lực. Ông Justin Crum, người đứng đầu CB Life, công ty tư vấn phân tích rủi ro, cho biết quân đội Israel có thể loại bỏ giới lãnh đạo Hamas, phá hủy các cơ sở phóng tên lửa, nhưng họ sẽ không loại bỏ được tư tưởng của Hamas. Ông Crum nói với DW rằng việc tiêu diệt Hamas bằng biện pháp quân sự là vô nghĩa, bởi trong khi một số người Gaza quay lưng lại với Hamas, những người khác lại thông cảm với lực lượng này. Họ sẽ phẫn nộ với Israel và điều đó có thể thúc đẩy chu kỳ bạo lực như mọi khi,
trừ khi có một sự thay đổi rất lớn. Theo cơ quan y tế Gaza, hơn 18.000 người đã thiệt mạng và hơn 49.500 người bị thương tại giải đất này kể từ hôm 7 tháng 10. Ngày 8 tháng 12, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã hối thúc cộng đồng quốc tế nỗ lực hết sức nhằm chấm dứt nỗi khổ mà người dân giải Gaza đang phải chịu đựng. Xung đột đã khiến hơn 60% nhà cửa tại Gaza bị phá hủy hoặc hư hại, khoảng 85% dân số phải di tản. Các chuyên gia của International Crisis Group đánh giá, Thủ tướng Netanyahu tuyên bố rằng tiêu diệt Hamas sẽ tạo điều kiện để Gaza từ bỏ cực đoan đến với quan điểm ôn hòa hơn. Nhưng điều ngược lại có thể xảy ra. Chiến dịch đang diễn ra và hậu quả của nó sẽ tạo ra hình thức chiến đấu mới, có lẽ gan lì hơn. Thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas đã kết thúc vào hôm 1 tháng 12 do hai bên không đạt được sự nhất trí về việc kéo dài. Dù ngắn ngủi, nhưng thỏa thuận đã giúp 105 con tin, chủ yếu là người Israel trở về nhà và mang đến tự do cho 240 tù nhân người Palestine. Ngay khi thỏa thuận ngừng bắn kết thúc, quân đội Israel đã nối lại các hoạt động quân sự tại giải Gaza. Thông tin ghi nhận từ báo tin tức Thông tấn xã Việt Nam. Ngày 3 tháng 12, người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel IDF, chuẩn đô đốc Daniel Hagari nói rằng IDF tiếp tục mở rộng hoạt động trên bộ nhằm vào các trung tâm của Hamas trên toàn giải Gaza. Điều đó có nghĩa chiến dịch quân sự mà Israel lên kế hoạch đã bắt đầu ở miền nam Gaza, nơi tập trung đông đảo người tị nạn. Thực tế cho thấy, chỉ trong mấy ngày cuối tuần qua, như thông tin của người phát ngôn chính phủ Israel Ilon Levy, quân đội nước này đã tấn công hơn 400 mục tiêu của Hamas, bao gồm cả các cuộc tấn công đường không quy mô lớn nhằm vào thành phố khu vực Khan Yunis lớn nhất ở Nam Gaza, cũng như hoạt động phá hủy cơ sở hạ tầng của Hamas ở Beit Lahija thuộc Bắc Gaza. Vào chiều 4 tháng 12, quân đội Israel cho biết thêm họ đã tấn công thêm khoảng 200 mục tiêu của Hamas, bao gồm các trạm quan sát của hải quân, các phương tiện mang tên lửa, súng cối và vũ khí, cũng như cơ sở hạ tầng khác, trong đó có đường hầm. Những cuộc tấn công nhằm vào giải Gaza của Israel diễn ra trong bối cảnh nước này đang chịu áp lực ngày càng tăng từ đồng minh hàng đầu là Mỹ. Phát biểu hôm 2 tháng 12 tại Dubai, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris kêu gọi Israel làm nhiều hơn nữa để bảo vệ dân thường, trong khi theo đuổi các mục tiêu quân sự ở Gaza. Đồng thời nhấn mạnh Mỹ sẽ không cho phép việc người dân Palestine bị buộc phải rời khỏi Gaza hoặc bờ Tây, việc bao vây Gaza hoặc vẽ lại biên giới ở Gaza. Vì thế, các cuộc tấn công dồn dập nêu trên cho thấy Israel dường như đang chạy đua để giáng một đòn chí mạng vào Hamas trước một lệnh ngừng bắn khác. Khả năng này có thể thấy được từ phát biểu hôm 26 tháng 11 của Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant trong chuyến thăm Gaza lần đầu tiên của quan chức này kể từ khi IDF tiến hành chiến dịch trên bộ bắt đầu đúng một tháng trước. Khi đó, ông Gallant nói rằng IDF sẽ không thể ngừng chiến dịch và rời bỏ cuộc chiến ở Gaza cho đến khi đưa tất cả con tin trở về. Các cuộc đàm phán tiếp theo sẽ tiến hành dưới làn hỏa lực cùng với bom rơi và sự can dự của các lực lượng chiến đấu. Hiện nay có khoảng 136 con tin vẫn đang bị giam giữ ở giải Gaza. Việc đàm phán thả tự do cho các con tin này sẽ khó khăn hơn bởi trong số họ có một số người là binh sĩ. Nhưng khó khăn hơn cũng có thể có nghĩa là sức ép tạo ra phải mạnh hơn. Vì thế có thể dự đoán trước khi thỏa thuận ngừng bắn mới có hiệu lực, Israel sẽ tăng cường độ và tần suất tấn công các mục tiêu của Hamas ở giải Gaza, nhất là ở phía Nam. Sau vụ tấn công xuyên biên giới của Hamas ngày 7 tháng 10, khiến 1.200 người thiệt mạng và khoảng 240 người trở thành con tin, Israel đã phát động chiến dịch những thanh kiếm sắt để trả đũa. Vào tháng 11, Israel đã chiếm được phần lớn khu vực phía Bắc Gaza. Kể từ khi lệnh ngừng bắn kéo dài một tuần sụp đổ hôm 1 tháng 12, lực lượng Israel đã nhanh chóng tiến sâu vào nửa phía Nam của giải Gaza. Theo Liên Hợp Quốc, Nam Gaza là nơi ở của hơn 350.000 người trước khi xảy ra xung đột. Chưa kể hàng trăm nghìn ở nơi khác đang sơ tán tới đây trong thời gian Israel tiến hành các hoạt động quân sự ở phía Bắc. Trong một thông báo trên mạng xã hội X, Twitter trước đây, vào hôm 4 tháng 12, người phát ngôn tiếng Ả Rập của IDF, Trung tá Avichai Andrae đã đăng tải kèm theo một bản đồ với khoảng 1/4 thành phố Khan Yunis được đánh dấu màu vàng là khu vực phải sơ tán ngay lập tức. Ba mũi tên chỉ về phía Nam và phía Tây, yêu cầu mọi người đi về phía bờ biển Địa Trung Hải và hướng tới Rafah gần biên giới Ai Cập. Giao tranh đã khiến khoảng 80% trong số 2,3 triệu người ở Gaza mất nhà cửa. Từ phía Bắc, họ sơ tán xuống phía Nam
và giờ đây lại tiếp tục hành trình vô gia cư. Hình ảnh được truyền thông ghi lại cho thấy người dân Gaza đang đi tìm nơi trú ẩn bằng mọi phương tiện. Họ di chuyển bằng xe ô tô, xe bò và thậm chí là đi bộ. Nhưng đích đến của họ liệu có an toàn? Theo hãng tin CNN, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78 vừa thông qua một nghị quyết kêu gọi ngừng bắn vì nhân đạo ngay lập tức ở dải Gaza. Nghị quyết được thông qua tại phiên họp khẩn cấp thứ 10 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về khủng hoảng Gaza. Tại phiên bỏ phiếu, nghị quyết do Ai Cập, đại diện cho nhóm các quốc gia Arab bảo trợ, nhận được 153 phiếu thuận, 10 phiếu chống và 23 phiếu trắng. Nghị quyết kêu gọi các bên ngừng bắn vì nhân đạo ở Gaza và trả tự do vô điều kiện cho các con tin ngay lập tức. Đại sứ Ai Cập Osama Mahmoud Abdel Khalek Mahmoud tuyên bố việc thông qua và thực thi nghị quyết này chỉ nhằm bảo vệ tính mạng cho người dân vô tội. Các điều khoản bổ sung của Áo và Mỹ vào bản nghị quyết, trong đó lên án trực tiếp lực lượng vũ trang Hamas, đã không nhận được số phiếu ủng hộ cần thiết. Phiên họp khẩn cấp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc diễn ra trong bối cảnh chiến sự giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, trong khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tiếp tục bế tắc trong việc tìm kiếm một hành động thống nhất nhằm tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng. Chủ tịch Dennis Francis cho biết cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza đang ngày càng nghiêm trọng, đồng thời một lần nữa yêu cầu các bên ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức, nhấn mạnh nhiệm vụ cấp bách là chấm dứt mọi hành động bạo lực và thù địch nhằm vào dân thường vô tội. Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc ước tính một nửa trong tổng số 2,3 triệu người ở dải Gaza đang thiếu lương thực kể từ khi xung đột nổ ra từ ngày 7 tháng 10. Trung tâm vệ tinh của Liên Hợp Quốc Anosat cho biết 18% cơ sở hạ tầng của Gaza đã bị phá hủy kể từ khi xảy ra cuộc xung đột. Trong diễn biến khác, theo hãng tin Reuters, phát biểu tại sự kiện gây quỹ tranh cử ở Washington, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhận định Israel đang bắt đầu đánh mất sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế sau khi nước này ném bom vào dải Gaza khiến hàng ngàn người Palestine thiệt mạng. Tổng thống Biden cũng cho rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cần thay đổi chính phủ theo đường lối cứng rắn hiện nay của Israel. Theo ông, chính phủ Israel không muốn giải pháp hai nhà nước, hướng đi mà Washington đã kêu gọi thúc đẩy sau khi xung đột Hamas-Israel nổ ra. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Phương Ly rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube của Báo Sài Gòn Giải Phóng. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào và hẹn gặp lại!